sự thí nghiệm đảm bảo tỷ lệ 3 miếng cơm đi với 1 miếng thức ăn cho người bình thường. Còn nếu mà mình là bệnh thì mình sẽ tăng cái là mình nhai cơm một lúc lên và thức ăn. Ngay tại nơi đây chúng con đã được ban cho những thức ăn đúng đắn. Chúng con sẽ dùng đúng cách. Nhai thật kỹ. Nhấm nháp thật lâu. Với lòng biết ơn tất cả. Và mong muốn tạo lập sức khỏe. Và hạnh phúc. Thu được sự an tâm tuyệt đối. Lòng dũng cảm vô song. Và nguồn trí tuệ tối thượng. Nắm mắt rõ về trật tự vũ trụ. Và sống vui sống khỏe. Mời các bác bắt đầu. Mang cái niềm vui mà
vượt ngoài sự biết ơn, vượt ngoài sự tri ân, đó là khai sáng ra một cuộc đời mới. Đặng Tông năm nay 67 tuổi, rất là nhiều. Thế thì đặc biệt là cái ngày phục dưỡng của chúng ta, nó có những cái ngày là cái ngày sinh và ngày mất của tiên sinh. Thì hôm nay và sau đó chỉ kết hợp là thực dưỡng và gạo nứt muối vừng ạ. Bây giờ đã hồi sinh sau 11 năm ăn, sau đúng 1 năm có kết quả. Và bây giờ sau 14 năm đã trở thành một con người khác. Bây giờ Đặng Tông đã đi khắp cả ra nước ngoài, vào ra Bắc ngoài Nam, đi giảng dạy về thiền. Và đến bây giờ không nhớ nổi đã đi làm từ thiền bao nhiêu khóa giúp kinh tế ông bán đơn. Sau 9 năm mày bò quá sách, nhưng vẫn không ăn thua gì, chỉ được 5-60% thôi. Nhưng từ khi gặp ông bán đơn, biết thực sự thấu hiểu thế nào là cân bằng âm dương, và đã biết cách lấu là biến thức ăn thành thuốc. Và từ đó là 11 năm nay không phải dùng một viên thuốc nào. Và bây giờ đã mở rất là nhiều khóa dạy nấu ăn. Thì ở đây Đặng Tông thì từ sáng giờ các bạn đã nghe rất là nhiều những cái vấn đề tác hại của Tây Y, rồi vấn đề tác hại của ăn mặn, không nói về mặt tâm linh. Thế nhưng mà vào cô Vinh, chính cái bài cô Vinh rất là hay về chuyển hóa sinh học ạ. Thì Đặng Tông chỉ biết là đôi lời ngắn gọn là con người chúng ta sinh ra để ăn ngũ cốc, chứ không phải là để ăn đạm. Còn chúng ta ăn sai là chúng ta phải đánh chịu thôi. Còn bây giờ ngồi đây, Đặng Tông tin chắc rằng đủ tất cả mọi lứa tuổi, như đều tất cả chúng ta đều mong muốn là sức khỏe trọn vẹn, thân khỏe tâm an ạ. Thì trong vài giây phút ngắn ngủi, Đặng Tông chỉ biết chia sẻ với các bạn là bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu bạn là muốn trân trọng sức khỏe của mình, thực sự là người nhận mình là con người, con người bình thường thôi, biết trân quý cuộc sống của chính bản thân mình và gia đình mình, thì bản thân mình ngay từ ngày hôm nay về, trước tiên là hãy đọc sách đi ạ. Trong thực dưỡng có một cái câu mà bất cứ một cái người nào muốn thay đổi cuộc đời mình đều phải ghi nhớ: có lý thuyết mà không thực hành là vô ích, và thực hành mà không lý thuyết là vô cùng nguy hiểm. Hiện nay rất là nhiều người đang ăn thực dưỡng quý vừng nhưng mà ăn chưa đúng, cứ tưởng là một phương pháp chữa bệnh, và sau đó các bạn đều bị là đứt gánh dẫn đường hết. Thì bây giờ rất là hay là thực dưỡng cổ, nhất là Việt Nam mình đang rất là phát triển. Thì các bạn chỉ cần lưu ý thế này ạ. Thứ nhất là các bạn chưa thể bỏ thịt ngay được, thì để tránh cái thực phẩm bẩn hiện nay và cái vấn đề hóa chất hiện nay và tình hình tất cả ô nhiễm môi trường hiện nay, thì các bạn hãy về tạm thời vẫn ăn thịt, vẫn ăn cá, nhưng các bạn nấu tất cả thức ăn bằng 4 gia vị vàng ạ. Đó là các bạn phải ghi nhớ ạ. Muối biển là 1, dầu gừng là 2, tamari là 3 và miso là 1. Và những cái phụ phẩm của nó, ví dụ như phụ phẩm của tamari là nước tương cổ truyền, nước tương Nhật, miso thì miso lâu, miso đen. Và một cái yếu tố mà đối với Đặng Tông thì bây giờ là bí quyết đứng lên hàng đầu đấy ạ, nhai kỹ. Dù các bạn ăn mặn, các bạn ăn chay, các bạn cũng phải nhai kỹ. Thậm chí các bạn ăn, bây giờ có một cái sai lầm của Tây Y ấy, mà tất cả những ai mà đến với Tây Y mà bị phẫu thuật ấy, thì bác sĩ đều là cứ cho là bây giờ là yếu là phải ăn cháo. Nhưng mà có biết đâu là cái dạ dày của mình nó không có răng, mà tất cả những cái tiêu hóa về tinh bột ấy là nó chỉ có nhờ cái men tiêu hóa ở nước bọt thôi. Cho nên bạn nào ăn cháo là một, mà không nhai kỹ thì thà là ăn đồ rắn mà nhai còn hơn, thì các bạn sẽ sinh rất là nhiều bệnh. Và hơn nữa là hiện nay có một cái thực phẩm vô cùng quý, có thể gần như là chữa bắt bệnh ạ, có thể chữa đau đầu, đau lửa đầu, tai biến mạch máu não và tất cả những bệnh đầy bụng, đó là sắn dây ạ. Bây giờ các bạn về và các bạn đau đầu, các bạn đầy bụng này, các bạn chỉ cần máy bột sắn dây lên. Nhưng với điều kiện là bột sắn dây đó không ăn với đường hoặc là ăn nhạt, nhưng mà tối quan trọng là các bạn phải làm cách nào đó để cho nước bọt nó tiết ra. Bây giờ các bạn được nước và mời các bạn đi nghỉ ngơi, không được uống qua nước lạnh nữa. Thế nên là nếu mà giả sử như là cái châm mà bố trí cho Đặng Tông nói thỏa mãn của mình với bạn, thì tin chắc rằng các bạn mang về cũng có một chút hành trang để thay đổi cuộc đời mình. Thế mà các bạn nên nhớ rằng là có một cái bệnh này là một cái bệnh mình cho là cái bệnh còn nguy hiểm hơn bất cứ một loại virus vi khuẩn nào, đó là bệnh gộ. Ai mà gộ thì bao giờ cũng bị quên ạ. Cho nên dân chúng ta rất là ít thời gian, và có khi mà các bạn ngồi đây đấy thì các bạn cố gắng lắng nghe lời của ông bà ông mỗi một câu nói là quý lắm. Và nếu bạn nào muốn tìm hiểu sâu xa hơn thì mời các bạn kết bạn Facebook với Đặng Tông, mật khẩu là Đặng.
Tôi nhớ anh. Tôi mời anh cho biết ba những con côn trùng nó sống ở dưới cái ao hồ đó, nó đến là rửa giỏi anh. Hàng ngày mình cũng thế. Hôm nay gặp ngày khi mà mình sống đó, mình tiếp xúc với thế giới xung quanh, nếu chúng ta không có chính niệm thì cũng sẽ bị những cái cảnh trần nó đâm nó chích chúng ta, nó làm cho chúng ta đau đớn, làm cho chúng ta quằn quại, làm cho chúng ta khổ đau. Và chính những tâm thức đau đớn, quằn quại, giận hờn, no âu, bất an, nó làm cho thân tâm chúng ta không được khỏe mạnh. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, để bảo vệ cái sức khỏe cho mình thì mình sẽ chính niệm khi mà chúng ta đang sống. Chúng ta đang sống hàng ngày là tiếp xúc những cái gì, những điều gì nó không đáng, không đem đến chúng ta sự lợi ích thì chúng ta nhanh chóng chúng ta tắt bỏ, chúng ta bài trừ. Trong kinh Niệm Phật dạy khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, những cái nguyên nhân gì khiến cho chúng ta không được chế ngự, không làm chủ được, làm chúng ta bị dao động thì chúng ta phải bao trọng, chúng ta phải trừ những cái nguyên nhân. Hướng vào cái chai nước ấy, với một ý nghĩ này, một tâm niệm này,
sau này những cái phân tử nước ấy nó không có rất đẹp, nó sáng nó đẹp. Thế phải một chai nước thì luôn luôn cho mọi người hướng vào cái tâm niệm sống. Thì cái chai nước đấy cái sau này phân tích ra thì những phân tử nước nó rời rạc, nó gai góc và nó rất sâu, nó tốn. Cái tâm thức của chúng ta đưa về người nào hướng về đâu thì nơi đó có cái ảnh hưởng. Cho nên mình thường xuyên mình phải trở về với mình. Và chúng ta thường hay nói cái từ là về chơi với mình. Quê hương của mình không ở đâu xa đâu, nên chính cái cơ thể của mình, thân và tâm mình đây, mình trở về quê hương của mình, mình chơi với nó. Và mình biết ơn cái cơ thể của mình. Mặc dù cơ thể của mình nơi này nơi kia nó cũng còn chưa được mạnh khỏe, nó còn ốm, nó còn mệt, nó còn nhức đầu, nó còn nhức xương, mỏi mệt ở đâu đó, thì nhưng mà còn mang là các bệnh tật khác còn rất tốt. Nên chúng ta phải về trả tình thương của chúng ta đối với cơ thể của mình. Trong hôm nay những thời gian mình có hạn thì mình sẽ nói những cái ý như vậy, và chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một cái ý như thế này: là mỗi một ngày chúng ta có thể chia làm 3 lần: sáng này, chiều và tối, nghĩa là trước khi đi ngủ. Mỗi một lần như vậy với thời gian khoảng chừng từ 5 đến 10 phút. Nên là nhiều nhất một ngày chúng ta chỉ cần 30 phút thôi. Sáng chúng ta tỉnh dậy, chưa cần phải rời khỏi giường. Trước khi rời khỏi giường là chúng ta ý thức là mình đang thức dậy, mình đang đón nhận một ngày mới. Thì chúng ta thử tự nguyện, chúng ta chọn đến một cái vị trí ở trên đầu giường thôi. Và chúng ta, như tôi thường xuyên làm một cái động tác rất đơn giản là nệ Phật, nệ thứ ba là nệ thập trọng, không cần phải nệ nhanh. Thế thì chỉ nệ từ 3 đến 5 nệ, thời gian nệ là nhanh, có mấy phút là nệ xong mấy lệ. Sau đó mình trở về với mình, đơn thuần là mình trở về với bản thân mình thôi, không đi đâu xa. Và ta chỉ có tập một cái cơ thể, ví dụ như mình ngồi như này để tâm đến, nghĩ là đây là mắt của mình, đây là mũi của mình, đây là miệng của mình, đây là tai của mình, và đây là chân của mình. Chỉ đơn thuần như vậy, nhưng khi một lần sau đó chúng ta đã trở về đây là mặt, và chúng ta trải tình thương với cái biết ơn với cái đôi mắt của mình, rồi trở về với hơi thở của mình. Chúng ta biết ơn với hơi thở, biết ơn cái phổi, và biết ơn cái con tim, cái trái tim mình nó đang đập, nó làm việc suốt ngày đêm. Và chỉ cần như thế mình trải cái tình thương của mình đối với chính cơ thể của mình. Sau đó là như có cái động tác massage nhẹ nhàng, ví dụ xoa mặt để xoa người một tí, thế là xong khoảng chừng từ 7 đến 10 phút, thế là xong cái chương trình buổi sáng. Buổi chiều, gọi buổi chiều thì
muốn làm thành tựu, mình làm được gì đó, mình thành tựu rồi bất kỳ nơi đâu, lúc chỗ nào đó mình có thể trở về với mình. Buổi chiều thì trước khi lễ Phật và đến buổi tối thì chúng ta lại thực hiện như vậy, và để nó duy trì được thì nó không bị quên thì chúng ta thường hàng tháng đầu nó hay quên hôm nay làm được và ba lần đến vài hôm nữa cũng lại quên, thì chúng có một cái quá nhìn với tờ giấy như thế này, một cái tờ giấy để đặt ra những cái gối, đặt những cái gối này khi mình đi ngủ thì thấy có tờ giấy ở trên gối ban sáng và ban trưa mình đặt thì bây giờ mình thấy thế thì đặt cái tờ giấy sau đây, chính tờ giấy này nó nhắc mình là lễ Phật, rồi nhắc mình hãy trở về với mình. Thường là buổi tối sau đó thì thực hiện mấy cái động tác, sau đó mình có thể ngồi thiền rồi đi. Tôi đang nghĩ về thời gian. Vì buổi chiều nay theo kế hoạch là còn cái buổi dạy hướng dẫn nấu ăn của bà Yuri. So, you know, everything is changing. Có một số điều đã thay đổi trong thời gian. Everything changed. Especially, in this meeting, everything is changing. Đặc biệt là trong cái ngày hôm nay thì tất cả thứ đều thay đổi. Chương trình. So, first, Tới Pháp vào ngày 29 tháng 2
1956. Yeah. From that on, the second propagation of his advice and philosophy began. Và từ Pháp thì là cái lần truyền bá thứ hai của ông bà về học thuyết này, Pháp học thuyết Trung Đông. Then in Paris and in France and in Germany, there are many kind of yoga institute or Buddhist association, something like that. Và vào thời gian đó ở Pháp cũng như là Đức thì có rất nhiều cái hiệp hội Phật giáo đã tham gia chương trình này. And before the war, Osa Sensei left in Europe his most important books, Unique Principle. Và trước chiến tranh thì thầy Osawa đã viết một cái cuốn sách dành tặng cho rất quan trọng tên là Nguyên lý vô song, Unique Principle. Và cái cuốn nữa là về châm cứu và triết học Trung Quốc, châm cứu và nền triết học Phương Đông. And he had to go back to Japan to avoid the war between America and Europe. Và sau đó hai em bà đã quay trở về Nhật, tránh cái cuộc chiến giữa châu Âu và Mỹ. So, the books he left in Europe, the most hated man, many hated man was scattered, read him during the war and the first war. Rất nhiều điều trong đạo Phật. You know, in Europe, many of the people are free.
Christian. Thí dụ như ở châu Âu thì hầu hết là mọi người theo đạo Thiên Chúa. And also since it's students who practice mathematics and learn philosophy, they always say, I really understand what Christianity is. Và thí dụ như ở châu Âu thì mọi người sau khi mà đọc sách của thầy Osawa và thực hành phương pháp thực dưỡng này thì đều nói rằng đã nhận ra được điều gì trong thank you.
trái phải. Thank you.
kết thúc xoa hai bàn tay vào nhau và xoa mặt massage, tự massage. Nước sạch bằng nước ăn. Nước sạch bằng nước ăn. Nước sạch bằng nước ăn.